Mày cũng biết làm giảm hơn Nhiều ta mà. Thế à? Tao mới cười đi. Chú ảnh đi. Anh nhìn kìa. Đòi. Giật, thấy chưa? Đòi, thấy chưa? Giật hết. Giật hết. Đấy, chờ em. Cho chị em bé. Đây ngồi. Ủa, nó con đừng để vào mắt ít như tay không? Ngã bây giờ. Linh gọi con nghỉ. Không ơi. Không ơi mày. Ngồi vững rồi này nè, ngồi vững đi ăn cỗ rồi này nè. Bếp là vững nhỉ? Thế mà bông còn chưa đi đâu nhỉ, đúng không? Đi đâu? Nó nhà quý rồi. Giờ mới đi lên quanh Hà Nội chắc đéo gì. Vì cái lúc đấy chưa ngồi, mới đang ngồi đi khắp nơi. Hồi đi ấy là Bắc Giang là mấy tháng? 4 tháng, Giang là 4 tháng. 6 tháng là về quê, 7 tháng là đi Hòa Bình, 8 tháng thì đi tận đâu? Vĩnh Phúc hay gì? Vĩnh Phúc. Chung đi khắp nơi rồi. Các tỉnh là các tỉnh, có mặt rồi. Lục tỉnh, bây giờ lục tỉnh, đúng kiểu lục tỉnh, bây giờ lục tỉnh. Ngại đấy con. Bố đỡ con nhé. Bố có đỡ đâu, bố đang quay phim. Mang đây cho mẹ. Đẹp con bông bây giờ. Con bông này đã phải quên rồi. Bông năm nay không có chú Thủy thì sang năm mới về quê. Rồi ông mới về. Tối cho Bi lên internet luôn nhé. À bông lên internet luôn nhé. Ngồi lâu phết này. Bi ơi. Mẹ bỏ giấy đi không nói cho mồm nữa. Đó đi mẹ, về vứt đi. Vứt ủng. Con này, mẹ cho. Rồi, cho bông cái đỏ đỏ đấy đi không? Cho bông đây. Cho xem bé đây, cho bé. Bé cho bé vứt ủng đi. Nó bẩn lắm con ạ. Ủng cái này bẩn lắm. Úi dồi, cho cái gì đấy? Cho cái đồng. Bông là có lấy không nhỉ? Hay trồn lấy? Lấy, bò chưa? Nó đẩy như anh cỏ. Chưa bò. Lấy thì làm sao bò được? Sao lại bò muộn thế nhỉ? Nặng, chỉ bắt đầu biết bò cái gì, bắt đầu mùa đông.